Hôm nay mình thử quay cái video bằng con Galaxy A32 Samsung ấy, A32. Đang quay bằng cái camera trước có độ phân giải là 20 megapixel. Nghe nói con này quay phim đẹp, độ sáng ổn. Hôm nay mình mới test thử cho bạn xem. Cái này không phải gimbal nhé, cái này là mình chỉ là cái gá điện thoại mà cầm cầm tay để xem chống rung của cái camera trước như thế nào. Đây, quay trò mà đi nhanh nè. Đây mình vào trong nhà thì nó cũng khá tối. Đây cái khu hành lang thì mình cũng khá tối. Ở đây mình quay ngược sáng này. Giờ sáng nhìn ảnh vẫn tốt luôn. Phía sau thì trắng xóa, còn mặt mình vẫn nhìn rõ. Cần xuôi sáng đây. Đấy, xuôi sáng. Nói chung là con camera phía trước là 20 megapixel thì nó nhìn cũng nét chuẩn. Đấy, bên phía sau mình là cánh đồng. Thì như này thì mới nhìn rõ ở ngoài ruộng lúa. Và như này thì nó lấy cái mặt mình thì sáng lên, còn phía sau thì che hoàn toàn. Để ra ngoài hẳn ngoài cánh đồng. Trời đang mưa phùn. Nói chung con điện thoại này cái camera của nó là cũng khá là tốt, khá là ổn. Chụp ảnh cũng khá đẹp. Có sắc phong luôn.